Xin chào các bạn, tôi là Phạm Quỳnh Giang và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một bí quyết để có thể ngay lập tức nói đúng được ngữ điệu của tiếng Hàn, thậm chí với cả những câu mà các bạn mới gặp lần đầu tiên. Sở dĩ chúng ta có thể làm được điều này là bởi vì ngữ điệu của tiếng Hàn có quy luật của nó, và quy luật ấy rất đơn giản. Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Rồi, trước tiên thì các bạn cần nắm rõ được hai nhóm phụ âm trong tiếng Hàn mà tôi tạm gọi là nhóm phụ âm đặc biệt và nhóm phụ âm thường. Trong nhóm phụ âm đặc biệt thì có phụ âm bật hơi, phụ âm căng và phụ âm sát. Còn nhóm phụ âm thường bao gồm tất cả các phụ âm còn lại. Các bạn nắm được chưa? Ở đây có lẽ chỉ có siot và hiot là hơi khác thường một tí, bởi vì chúng ta nhìn nó có vẻ rất bình thường nhưng thực ra nó lại nằm trong nhóm phụ âm đặc biệt, cụ thể là nằm trong nhóm phụ âm sát cùng với sang siot. Thì các bạn nhớ cái điểm này là được, siot và hiot ha. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy thử nhìn vào bất kỳ một câu tiếng Hàn nào đấy, sẽ thấy các âm tiết trong một câu được chia ra thành các cụm bởi các dấu khoảng cách. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào những âm tiết đầu tiên của mỗi cụm thôi. Tôi có tô màu đỏ để các bạn dễ nhìn thấy. Thì các bạn chỉ cần nhớ đọc đúng cao độ của những âm tiết này, thì tất cả các âm tiết còn lại cao độ nó như thế nào các bạn sẽ tự điều chỉnh cho tự nhiên. Rất là đơn giản. Ví dụ ở đây chúng ta có bốn câu như thế này ha. Thì nguyên tắc của ngữ điệu đó là gì? Đối với phụ âm đặc biệt thì các bạn đọc lên giọng, còn đối với phụ âm thường thì các bạn đọc xuống giọng. Thử cho dễ hình dung ha. Ví dụ như câu đầu tiên, 안녕하세요. 안녕하세요. Mình xuống giọng chữ an đúng không ạ? Bởi vì nó là phụ âm thường. Câu thứ hai, 집이 어디예요? 집이 어디예요? Thì mình xuống giọng từ 집 và 어 bởi vì nó là âm thường. 집이 어디예요? Không đọc là 집이 어디예요 ha. Nó không có xuống giọng ở chỗ đó là nghe nó không tự nhiên ngay. Câu thứ ba, nếu như bạn đọc là 약근 thì nó cũng là không tự nhiên rồi, bởi 약 là âm thường phải đọc xuống ha. Nhưng mà có 책 là âm đặc biệt cho nên chúng ta đọc lên. Còn lại we và it cũng phải đọc xuống, không đọc là it soyo ha. It soyo là đang đọc lên rồi, chúng ta phải đọc xuống cái chữ it này bởi vì nó là phụ âm thường. Đọc nguyên câu ha. 야근 책상 위에 있어요. 야근 책상 위에 있어요. Câu thứ tư tương tự như thế ha. 기댁, nếu mà các bạn đọc là ki xúc xa thì rất là Việt Nam, ki xúc xa. Phải đọc cái từ ki này phải đọc thấp xuống bởi vì nó là phụ âm thường. 기숙사. Được chưa? 기숙사가 가까우니까 걸어가자. 기숙사가 가까우니까 걸어가자. Nguyên tắc của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Đến đấy là xong rồi đấy, các bạn có thể tắt video được rồi. Còn nếu như các bạn muốn tập thêm một vài câu nữa để có thể nhuần nhuyễn thì chúng ta xem tiếp một vài slide nữa nhé. Ở đây có ba câu tiếp theo tương tự như thế, cũng theo đúng quy luật như vậy. Thì mu do cư âm thường cho nên xuống giọng ha. Mình sẽ đọc là 무슨 여자가 그래? 무슨 여자가 그래? Con gái con lứa gì mà lại như thế? Hai câu tiếp theo nó có phụ âm đặc biệt không ạ? Chóc và siêu đúng không ạ? Chóc và siêu. Thì hai phần này mình nhớ đọc lên giọng ha. Đọc lên giọng. Còn lại thì dịp pin và do cho cơ thì đọc xuống giọng ở âm tiết đầu tiên. Thử nha. Dịp pin chóc hanen yo cho cơ si rò. Dịp pin chóc hanen yo cho cơ si rò. Câu tiếp theo. Chán lan chóc hanen yo cho tu si rò. Chán lan chóc hanen yo cho tu si rò. Tôi ghét mấy đứa con gái chảnh chẹ.
Câu Yapın Chokata thì có nghĩa là chẳng chạy theo kiểu làm như mình đẹp lắm. Còn Chalan Chokata thì có nghĩa là làm như mình giỏi lắm. Một cặp tiếp theo, một trường hợp khá là điển hình của việc viết sai dấu khoảng cách dẫn đến thay đổi ngữ nghĩa hoàn toàn của câu. Ở câu bên trên có nghĩa là mẹ tôi đi vào phòng, còn câu dưới có nghĩa là mẹ tôi đi vào cái túi xách. Thì kiểu khác nhau, dấu khoảng cách khác nhau thì cách đọc nó cũng khác nhau ha. Thì câu trên các bạn đọc là 어머니가 방에 들어가십니다. 어머니가 방에 들어가십니다. Câu dưới ha. 어머니 가방에 들어가십니다. 가방에 들어가십니다. 수음 양 즉, 가, ha. Cặp tiếp theo. Câu trên là tôi sai rồi, tôi sai rồi. Câu dưới thì tôi đã không thể làm được. Nếu mà bắt các bạn đọc, tôi đoán là sẽ có rất nhiều bạn đọc là 잘못했습니다, 잘못했습니다. Hai câu đọc y như nhau. Thì thực ra 잘못했습니다 đó là bạn đang đọc ở câu đầu tiên thôi. Còn câu thứ hai thì chúng ta không xuống giọng ở từ chai như thế, mà chúng ta xuống giọng ở từ một. Từ chai vẫn phải đọc lên giọng ha. Thì nó như thế nào? Đó là 잘못했습니다. Được chưa? 잘못했습니다. Câu đầu thì 잘못했습니다. Câu thứ hai là 잘못했습니다. Khác nhau nha. Nhiều người cũng gặp khó khăn khi phân biệt giữa phụ âm đặc biệt và phụ âm thường như trong hai cặp ví dụ này. Nếu các bạn chỉ đơn thuần dựa vào mức độ bật hơi của các từ thì sẽ rất khó để nghe đúng và nói đúng các từ pal và pal, thai và thai. Tuy nhiên, nếu các bạn dựa vào ngữ điệu của chúng, tức là dựa vào cao độ của các từ này, thì sẽ dễ dàng thấy được điểm khác nhau giữa chúng. Bây giờ tôi sẽ thử đọc các câu này theo một thứ tự ngẫu nhiên. Các bạn hãy dựa vào quy luật về ngữ điệu tiếng Hàn mà tôi vừa chia sẻ để nghe thử xem tôi đang nói đến câu nào nhé. Cặp thứ nhất. 파리 아파요. 파리 아파요. Cặp thứ hai. 다리 예쁘네요. 다리 예쁘네요. Được chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta chuyển sang một slide cuối cùng. Đó là những từ mà người Việt Nam chúng ta thường có khuynh hướng một là thêm dấu sắc, hai là thêm dấu nặng. Thì bây giờ chúng ta đã nắm được quy luật rồi. Thì các bạn nhìn vào có thể thấy ngay được một nhóm bên tay trái là những nhóm của phụ âm thường thì chúng ta đọc xuống giọng. Tức là gần như là dấu nặng. Còn nhóm bên tay phải là nhóm đọc lên giọng thì các bạn cố gắng ghim lại để đừng lên đến dấu sắc mà chỉ ở thanh ngang thôi là được rồi. Bây giờ tôi sẽ thử đọc cái nhóm bên trái trước nhé. Quốc tế, tạp chí, mạch chủ, phục chỗ, bubble, giặc cụ, ít ta, chót cara, chip tư. Nhớ là tất cả đều xuống giọng nhé. Các bạn đừng đọc lên giọng thành cúc chê, mếch chu, dắt cúc. Nghe rất là Việt Nam. Rồi, nhóm bên phải. Đọc thanh ngang ha. Đọc lên nhưng mà lên thanh ngang thôi. Đừng lên thanh sắc. Cốt chịp, túc ba rổ, thác củ, thức trình, chết sẵn, chúc tà, chót xa rằng, xích tặng, hắc sẻng, sốt tổ, Sutkara. Các bạn có thể chuyển qua chuyển lại chuyển qua chuyển lại để nhuần nhuyễn hơn về sự khác nhau của việc lên giọng hay là xuống giọng ở đầu mỗi từ. Ví dụ như là quốc tế, thức trình, mạch chủ, xích tặng, chotkara, sutkara. Được chưa ạ? Rất đơn giản đúng không ạ? Hy vọng là các bạn đã hiểu và sẽ áp dụng được quy luật này khi nói tiếng Hàn. Các bạn cũng có thể kiểm chứng quy luật này thông qua những câu thoại mà mình thường nghe trong các bộ phim Hàn Quốc yêu thích. Và cũng có thể kiểm chứng nó khi gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với những người có giọng chuẩn Seoul.
Nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ phát hiện ra một vài những điểm nhỏ nhỏ hơi khác một chút so với quy luật mà tôi vừa mới chia sẻ. Thì thực ra những quy luật ấy tôi cũng đã có đúc kết lại và cho vào trong một bài viết mà tôi có dẫn link ở phía dưới này, các bạn hãy tham khảo thêm nhé. Bây giờ thì xin chúc các bạn thật nhanh chóng có được ngữ điệu tự nhiên đi lệch như người Hàn Quốc, và xin cảm ơn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt.